thực hiện phương châm tín ngưỡng và từ thiện, hàng năm ban quản lý miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua, khóm 5, phường 4, thành phố Vĩnh Long đều vận động quý vị mạnh thường quân ủng hộ các chương trình thiện nguyện với nhiều kết quả thiết thực trong đời sống cộng đồng. Năm nay, trước thềm năm mới, năm Giáp Thìn 2024, được sự đóng góp tài vật của những nhà hảo tâm gần xa, ban quản lý miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Long, Hội Cựu Chiến binh phường 4 và nhóm thiện nguyện Dạng Xuân tổ chức chương trình Tết Nhân Ái, Xuân Giáp Thìn 2024, trao tặng 335 phần quà cho người dân địa phương là những hộ nghèo, những bà con già yếu bệnh tật neo đơn, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cùng vui xuân đón Tết. Tổng giá trị đợt tặng quà lần này là 86.210.000 đồng. Kênh Miền Tây Đổi Mới kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi buổi trao quà diễn ra tại miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua, thuộc khóm 5, phường 4, thành phố Vĩnh Long vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão. Buổi phát quà chúng ta bắt đầu tiến hành với chủ đề năm nay tại miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua. Ban tổ chức chúng tôi lấy chủ đề là Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn. Theo thông lệ hàng năm, ban tổ chức vận động các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân và sự đóng góp của các anh chị em trong ban tổ chức một số tài vật để chia sẻ cho bà con có khó khăn về kinh tế để có điều kiện đón Xuân Giáp Thìn một cách tốt nhất. Đến nay chúng tôi vận động được trên 300 phần quà hôm nay chia sẻ đến tận tay các bà con. Đó cũng là lý do của buổi phát quà hôm nay. Về tham dự buổi phát quà hôm nay, chúng tôi nhận thấy có ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 4 về dự xin hoan nghênh. Ông Trần Minh Hiển, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 cũng có mặt xin hoan nghênh. Ông Phạm Văn Mít, Bí thư kiêm trưởng khóm 5 và đoàn cùng đi. Về phía mạnh thường quân, chúng tôi nhận thấy có ông Trần Long Ẩn cũng có về tham dự. Bà Lê Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Long cũng về. Và báo đài truyền hình cũng có mặt để tác nghiệp. Về phía tổ chức, chúng tôi trân trọng giới thiệu ban tổ chức ông Võ Thanh Vân, trưởng ban tổ chức, trưởng ban quản lý miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Long cũng có mặt. Ông Lê Trí Dũng, Chủ tịch Hội Chữ Cựu Chiến binh phường 4, và bà Trần Kim Hiệp, trưởng nhóm thiện nguyện Dạng Xuân Phước Hậu Long Hồ cũng có mặt, cùng tất cả các thành viên ban quản lý miếu và 300 bà con đến nhận quà cũng có mặt. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời quý đại biểu, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chúng ta lưu động lên chánh điện để thắp hương. Mời quý vị ăn tọa. Mời các quản lý ăn tọa. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu về tham dự buổi phát quà hôm nay, thì thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ phát quà, tôi xin có một vài ý kiến trong buổi lễ. Thì kính thưa bà con, hàng năm thì cứ mỗi độ xuân về thì ban tổ chức chúng tôi gồm có mấy bà chú xứ Chợ Cua, thì họ chú đỏ, họ cựu chiến binh của phường 4, nhóm thiện nguyện Vạn Xuân Phước Hậu Long Hồ cũng đã có cái sự vận động các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm để có những cái phần quà giúp cho bà con nghèo khó khăn có được cái một phần
và nhỏ nhỏ để cùng vui xuân đón Tết trong những ngày sắp tới. Thì thay mặt với hội chữ đỏ thành phố Vĩnh Long với bà chú Trợ Cua, hội cựu chiến binh Quận Tư cũng như là nhóm thiện nguyện Quận Xuân, xin gửi lời kính chúc đến quý vị đại biểu bước sang năm mới được hưởng một mùa xuân vui tươi, an lành, hạnh phúc. Chúc bà con 300 hộ nghèo khó khăn trên địa bàn Quận Tư được một năm mới vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Chúc cho buổi lễ phát quà được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa bà con, thì hôm nay là cái ngày mà ban quản lý miếu cùng các đơn vị tổ chức vận động quà để giúp bà con nghèo và những bệnh tật trên địa bàn phường Tư cũng như phường Trường An. Thì tôi xin được thay mặt ban tổ chức báo cáo thu chi kết quả tặng quà hôm nay. Kính thưa quý vị, thì mong quý vị bà con và đại biểu thông cảm, tại vì những phần quà này chúng tôi đều vận động của nhiều nguồn tổ chức cá nhân, cho nên chúng tôi phải thông qua và danh sách phải thông qua để cho nó có tính minh bạch công khai. Cũng mong bà con và quý đại biểu thông cảm chờ đợi chút. Thì kính thưa bà con, kính thưa quý đại biểu, nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con nghèo và yếu bệnh tật tại địa phương và tiếp sức cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cái chương trình vận động quà cho người nghèo và yếu bệnh tật khó khăn trong cái dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 do ban quản lý miếu quà tổ chúa xứ phường Tư, hội chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Long, hội cựu chiến binh phường Tư, nhóm thiện nguyện Quảng Xuân, Facebook Tịnh Bình, Phước Hậu Long Hồ tổ chức đã vận động từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 1 năm 2024. Chương trình đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các nhà hảo tâm như sau: có 52 lượt nhà hảo tâm đóng góp, về tiền mặt có 38.700.000 đồng, về gạo có 2 tấn 730 ký, các sản phẩm khác gồm mì gói có 23 thùng, nước tươi nước mắm có 200 chai. Và vào sáng giờ 8 giờ sáng ngày hôm nay thì sẽ chương trình sẽ tổ chức phát 305 phần quà, trong đó thì ở phường Trường An chúng tôi đã tổ chức phát ngày hôm qua 35 phần, còn lại ở địa phương phường Tư chúng ta là 270 phần. Thì mỗi phần gồm 10 ký gạo, nửa ký đường cát, nửa ký bột ngọt, một chai nước tương, một chai nước mắm, trị giá mỗi phần quà là 270.000 đồng. Rồi tặng cho phát sinh là những người mà không có phiếu á, gì đến đây thì chúng tôi cũng có dành khoảng 30 phần phát sinh, mỗi phần là 5 ký gạo hoặc là một thùng mì. Thì trị giá, tổng trị giá cho đợt tặng quà hôm nay, quà chính thức 305 phần nhân cho 270.000 đồng bằng 82.350.000 đồng, quà phát sinh bằng 3.160.000 đồng. Rồi chi phí phục vụ của tặng quà gồm bên ấn giữ xe, trà bánh, bao bì đựng quà là 700.000 đồng. Tổng giá trị phúc lợi cho đợt tặng quà hôm nay bằng 86.210.000 đồng. Kính thưa quý vị, trên đây là báo cáo thu chi đợt tặng quà Tết Nguyên Đán năm 2024. Rất mong được sự đóng góp và cho ý kiến của quý vị. Thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của các nhà hảo tâm gần xa. Biết rằng trong năm 2023 là năm mà quý vị cũng gặp rất nhiều khó khăn, các tổ chức kinh tế hay là cá nhân cũng rất nhiều khó khăn, nhưng quý vị cũng luôn mở rộng tấm lòng thương yêu với bà con nghèo. Rồi cuối cùng cảm ơn các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm động viên. Cảm ơn các anh chị em tình nguyện viên tham gia trực tiếp buổi tặng quà. Cảm ơn sự có mặt của quý vị khách mời cùng bà con nhận quà. Trước thềm năm mới, chúc
ban tổ chức kính chúc tất cả quý vị là gia đình mùa xuân an lành, thành công trong cuộc sống. Tiếp theo, tôi xin được công bố danh sách quý vị đóng góp trong cái đợt tặng quà hôm nay. Một, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Long 200 kg gạo, Hội Cựu Chiến binh Bình Tân 100 kg gạo, Nhóm Thiện Nguyện Quảng Xuân Phước Hậu Long Hồ 200 kg gạo, Ban Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ Chợ Cua Cống Năm Bình Tân 200 kg gạo, Gia đình Dương Gia thành phố Hồ Chí Minh 1.300.000 đồng và 350 kg gạo. Ông Lê Văn Huy, tiệm tạp hóa Cô Diền Cống Năm Bình Tân 100 kg gạo 10 thùng mì, Lò Bánh Mì Vĩnh Phát, Cầu Hoa Me, Long Phước, Long Hồ 2 triệu, Phương Trực Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nghĩa Nóc Minh Trực Công Năm Bình Tân 3 triệu, ông bà Thanh Trâm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thanh Trâm Công Năm Bình Tân thành phố Vĩnh Long 5 triệu, anh Thanh Nhóm Thiện Nguyện Chợ Cua 30 kg gạo, 3 thùng mì, 10 chai nước tương, 10 chai nước mắm, Đông Trùng Hạ Thảo Trang Quốc Cầu Trần Đại Nghĩa Phường Tư 2 triệu, bà Phan Thị Tuyết Mai Chi Hội Cựu Chiến binh Minh Cống Năm Phường Tư 1 triệu, ông bà Nguyễn Văn Quý Tống Quân Nghệ 1 triệu, ông Bùi Văn Đảng Ban Quản lý Miếu 500.000 đồng, ông Phạm Thanh Hải Ban Quản lý Miếu 500.000 đồng, cô Mộng Thu, cô Dì Ba Tiên cơ sở massage Quê Hương Bến Tre 1.500.000, cô Thanh Lan cơ sở massage Quê Hương Phật Phường Tư 500.000 đồng, nhà hảo tâm 100 kg gạo, ông Trần Long Lạnh ẩn là phố với nước năm phường năm thành phố Vĩnh Long 100 kg gạo, ông Nguyễn Hoàng Thái Ban Quản lý Miếu và Tân Sứ 50 kg gạo, ông Nguyễn Lâm Hồng Ban Quản lý Miếu 50 kg gạo, doanh nghiệp nước mắm Hòa Hiệp 100 chai nước tương 100 chai nước mắm, ông bà Nguyễn Thái Yên Tiệu ở khóm 5 phường 4 100 kg gạo, ông bà Mai Lan Bảo Khâm cà phê Đồng Giao Trần Đại Nghĩa phường 4 100 kg gạo, ông bà Nguyễn Thanh Tùng Việt Kiều Uvana 100 kg gạo, ông bà Tư Tân chạy hội Phước Lợi thứ 6 phường 4 3 triệu, anh chị Long Kỳ Duyên cầm đồ Kỳ Duyên khóm 5 phường 4 100 kg gạo, ông bà Sơn Tâm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quốc Đạt khóm 5 phường 4 100 kg gạo 1 triệu, ông bà Nhân Đức Liễu Nhóm Thiện Nguyện Chợ Cua 500.000 đồng, cô Cẩm Hồng con chị dì Tư Hà Long Phước Long Hồ Vĩnh Long 2 triệu, cô Thanh con anh Thợ Thanh Đức Long Hồ 100 kg gạo, anh chị Trung sạc quần áo may sẵn Chợ Cua 50 kg gạo 10 đồng mì, ông Lương Hữu Phước Ban Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ 50 kg gạo, ông Mã Cứu Họp Chi Hội Cựu Chiến binh Cống Năm Phường Tư 500.000 đồng, cô Diệu Thanh Cống Năm Phường Tư thành phố Vĩnh Long 1 triệu, ông Bùi Tấn Nam Nhóm Thiện Nguyện Chợ Cua 500.000 đồng, ông bà Chính Châu là cha mẹ cô Như ở Nhóm Thiện Nguyện Cống Năm Phường Tư 500.000 đồng, cô Thị Nhóm Thiện Nguyện Chợ Cua Phường Tư 1.500.000 đồng, ông Lê Văn Hai Cộng Văn Thị Mai Lan thông qua chị Tư Chiêu ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh 200 kg gạo, ông Bỏ Thanh Vân Ban Quản lý Miếu 1 triệu, anh Thanh bạn của anh Mai Lan Bảo Công cà phê Đồng Giao 50 kg gạo, chị Nguyệt USA 5 triệu đồng, Tiết Anh Kim Hoàng 68/8C Phạm Thế Vừa Phường Tư thành phố Vĩnh Long 1.500.000 đồng, Dì Quỳnh Hoa Tống Ngụ Nghệ Cống Năm Phường Tư 100 kg gạo, Đặng Thị Kiều Duyên số 100/57/8 Cống 2 Phường 3 Phố Vĩnh Long do anh Tức Chi Hội Cựu Chiến binh vận động 200 kg gạo, bà Ngô Thị Dung Nhóm Thiện Nguyện Chợ Cua Phường Tư 500.000 đồng, cô Thảo Hớt Tóc từ Trần Đại Nghĩa 200.000 đồng, bà Phạm Thị Gớt, Dì Tư Xê, Thanh Đức, Long Hồ 500 kg gạo, khổ 500.000 đồng. Cô Thanh Thí, Cà Phê A Biên, Cống Năm 200.000 đồng. Dịch vụ nấu ăn Ngọc Nhi, Cống 3, Phường 4, thành phố Vĩnh Long 1 triệu. Ở trên đây tôi vừa công bố 54
của viện nhà hậu tâm thì lại là tổng cộng tiền và các vật phẩm khác thì tôi đã xong qua, thì cũng thay mặt ban tổ chức lần nữa thì kính chúc và cảm ơn sâu sắc đến quý vị hậu tâm đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong những năm qua. Mặc dù quý vị cũng có gặp nhiều cái khó khăn nhất định, nhưng mà quý vị luôn ở tấm lòng. Thì nhân đây trước thềm năm mới kính chúc quý vị gia đình được một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tổ chương trình chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường tư đồng góp ý kiến. Kính thưa Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phúc Long, kính thưa Võ Thành Vân, ban quản lý, trưởng ban quản lý miếu và chủ sĩ chùa Cua, kính thưa quý đại biểu cùng quý bà con đồng bào, hôm nay thì thực hiện công tác là an sinh xã hội lá lành đùm lá rách. Thì trong những năm qua thì miếu bà chủ sĩ chùa Cua thì cũng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố, chi hội của chiến binh của khóm năm thì đã cũng đã chung tay cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Thì vào ngày hôm qua là địa phương cũng có phát khoảng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thì tuy nhiên ở đâu đó cũng còn một số hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay thì miếu và chú xứ cũng đã phối hợp với các đơn vị là tặng các cô chú ở có già yếu, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn. Thì qua đây thay mặt địa phương thì cũng chân thành cảm ơn miếu và chú xứ rồi cùng các mạnh thường quân đã chung tay cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Thì trong thời gian tới thì rất mong sự hỗ trợ nhiệt tình của quý mạnh thường quân. Và trước khi năm mới xuân Giáp Thìn 2024 thì kính chúc quý đại biểu cùng các mạnh thường quân và quý bà con và hôm nay thì hưởng một mùa xuân vui tươi hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thì tôi thay mặt ban quản lý khóm năm và chi bộ chân thành là cảm ơn và ghi nhớ những công nhất là ban tổ chức miếu, quý mạnh thường quân và quý đại biểu hôm nay thì là chúc lời chúc chân thành nhất. Và sau đây tôi cũng có lời kính chúc như là quý cô bác, mặc dù mấy quà cho nhỏ không có là giá trị cao nhưng mà nó đem lại ba ngày xuân ấm áp ấm lòng cho những cô bác để vui đón xuân vui tết, của đón tết vui xuân. Tôi cũng mong rằng quý cô bác trong ba ngày tết, thứ nhất thì mong rằng các bác thân nhân phải tăng cường cái phòng ngừa cháy nổ, ngăn cháy nổ do vô cho nổ lớn cháy nổ. Thứ hai thì các phần tốt từ đối với sách của đảng và các nhà nước vận động gia đình và nhân thân không nên vi phạm các cái tệ nạn xã hội. Và thứ ba thì vui xuân tiết kiệm, vui xuân tiết kiệm và hạnh phúc. Thì trước khi dứt lời thì tôi cũng có xin cảm ơn thầy ban tổ chức miếu và chúc các thành viên ban tổ chức miếu và quý đại biểu và quý bà chồng vương và quý cô bác về dự được phát quà hôm nay được nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc năm mới. Đây là được dành thiện ý và chân thành cảm ơn. Tiếp tục chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hà đại diện cho bà con nhận quà lên phát biểu ý kiến. Đưa lên trên đây. Kính thưa chánh viện ủy ban phường Tân, kính thưa ban quản lý những bà chú sứ và cua, kính thưa bà con cô bác và kính thưa học từ thiện xa gần, hôm nay đến tặng quà cho bà con cũng muốn là quý giá đối với gia đình của chúng tôi thành thật biết ơn. Và sau đây tôi có vài lời cầu chúc cho chính quyền địa phương, ban quản lý và hội từ thiện bà con cô bác sang năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Xin hết. Cảm ơn
và Nguyễn Thị Hà. Chúng tôi được biết, Miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua là tổ chức xã hội dưới sự điều hành của một ban quản lý nhiệt tình năng nổ và có nhiều uy tín trong cộng đồng, đứng đầu là ông Võ Thanh Dân, trưởng ban. Trong nhiều năm qua, ban quản lý Miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua đã thực hiện rất nhiều hình thức từ thiện như tặng quà cho người già yếu bệnh tật, cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cho những học sinh nghèo vào dịp rằm tháng 7, Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán, tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân địa phương trong cơn đại dịch Covid-19 vừa qua, hỗ trợ áo quan mai táng cho những tang gia có hoàn cảnh nghèo khó. Đặc biệt, một hoạt động được ban quản lý Miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua duy trì thường xuyên liên tục đó là chương trình bữa sáng dành cho người khó khăn, được tổ chức vào sáng thứ bảy hàng tuần, trao tặng hàng trăm ổ bánh mình trứng thịt cho người dân và bệnh nhân tại Bệnh viện Lao Phổi, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long. Riêng trong năm Quý Mão 2023, tuy bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19, nhưng với sự ủng hộ của quý vị hảo tâm gần xa, ban quản lý Miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Long, Hội Cựu Chiến binh phường 4 và nhóm thiện nguyện Dạng Xuân cũng đã cố gắng thực hiện các chương trình từ thiện với tổng trị giá 683.550.000 đồng. Với những việc làm mang đậm tính nhân văn nói trên, ban quản lý Miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua đã góp phần tích cực cùng chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Mong rằng tinh thần này sẽ được quý vị mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm gần xa tiếp tục ủng hộ, duy trì phát huy lâu dài, nhằm chia sẻ khó khăn, mang đến niềm vui thiết thực cho những hoàn cảnh đáng thương. Đúng với câu, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Kênh Miền Tây Đổi Mới được tạo ra nhằm mục đích lưu giữ lại những kỷ niệm tuổi thơ, những di tích lịch sử, tham quan du lịch, phong tục tập quán và cuộc sống hàng ngày của người dân Nam Bộ, với mục tiêu hướng tới là lưu giữ những nét đẹp miền Tây qua thời gian, hơn hết là giúp những người con xa quê luôn nhớ về cội nguồn dù ở bất kỳ đâu, và cũng là cách để khán giả ở những vùng miền khác có cái nhìn bao quát hơn về vùng đất miền Tây hiền hòa thơ mộng. Rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ bằng cách bấm like, chia sẻ và bình luận cho mỗi video đã xem qua, cũng như đừng quên nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới. Mọi ý kiến góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn sản phẩm mình tạo ra trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn, kính chúc quý vị và các bạn năm mới an khang, vạn sự như ý.